bây giờ cái kích kinh dương tay, chúng ta xoa hai lỗ tai và choàng xuống úp bên ngoài hai tay, coi động tác chụp hai lỗ tai nó vuốt lên như vậy, xuống ta kéo qua vậy, vuốt là tay phải ngoài, vuốt như vậy, kéo bên này, tay trái ở ngoài. Quý vị thầy nắm chưa? Hai tay chụp hai lỗ tai, vuốt lên đầu, kéo kéo qua cổ, lòn hai tay. Rõ ràng là cái động tác này ta vuốt ở ngoài, hai ở ngoài nè, vậy thấy chưa nè, bên này như vậy. Kết hợp cả hai ta thấy vuốt hai bên, vuốt hai bên xuống cổ, kéo tay bọc ra, cổ lòng lại. Đây ba kinh dương tay, đó là kích ba kinh dương tay.